Hôm nay chúng ta sẽ vào chơi trong một số trò chơi ở trong phần lesson 2. Are always get up early, how about you của chương trình tiếng Anh lớp 5 bài số 2 nhá. Và thứ nhất là chúng ta có cái phần let's play bài tập 6 ở phần lesson 2 ấy, đang gọi là trò chơi luôn. Câu số 1 đó là gì? Số 1 là gì đây nhỉ? À, get dressed. Vậy đáp án đó là get dressed. Ok, get the rest. Number two. What is it? Ok, cook dinner. Biết như thế nào đây? Cook dinner rất là dễ rồi. Chúng ta có hiểu number three, what is it? Have a lunch. Next one, number four. Do homework. Nó nhìn này, người ta biết đúng không? Number three. Number five. Go home. Okay, number six. Go to bed. Okay, dù dù dấu nặng nha. Number seven. Number eight. Get up. Okay, get up. And next one. Nine. Ok, go to school. Và chúng ta đã có đầy đủ tất cả các đáp án của bài này rồi. Have a lunch. Thế thì thế này nhá, không có từ nào khó cả. Vậy chúng ta sẽ vào phần game. Phần game để ôn tập lại từ vựng để dễ làm bài tập nào. Game này chúng ta làm rồi đúng không? Number one, what is it? What is it? Often. Often. Next one, number two. Often. What? Bốn từ. À, bốn từ là gì đây? Đó là gì? Once, một lần. Once. Yeah, what word here? Project. Một từ khá là dài, 2, 4, 6, 8, 9 từ. Chỉ có thể là sometimes. Next one. Time, không. Time là thời gian. Time. Next one. Often? No, often already. But, remember. But you have a try, nghĩa là hai lần. Twice. Next one. You don't have what? What? Usually. Usually. Game này chúng ta đã hoàn thành và đạt 7 sao rồi. Ta sẽ vào game khác. Sắp xếp đấy. À, luyện trí nhớ nha, xem là có biết nghĩa tiếng Việt của những từ hay không. Và để làm được phần game này, chúng ta phải nhớ lại các từ mới ạ. Nào, làm được phần game này, chúng ta phải nhớ lại các từ mới. Xem là game nhớ lại các từ mới nha. Mới làm được game. Now, own way, breakfast, brush your teeth, cook, get up, lunch, morning exercise, never, often, one, product. And next one, we have some time, try, time, usually. Vậy những từ này áp dụng và chơi vào cái game sau đây. Here. Now, let's do it. What? Thỉnh thoảng. Sometime, xem ở đâu nhá. Thường xuyên, often, xem ở đâu. Luôn luôn, always, xem ở đâu. Why, là hai lần, xem ở đâu nha. Ngủ dậy, get up. Morning exercise, tập thể dục buổi sáng, xem ở đâu. Đánh răng, brush your teeth, xem ở đâu. Lần, là time, qua đâu chưa? Chưa đúng không? Always là luôn luôn, chỗ nào?
Next one. Breakfast. Bữa trưa. Sáng. Bữa sáng chưa có món ăn đấy. Lát cho thịt đánh răng. Okay, good. Next one. Không bao giờ là never. Chưa có. Nấu. Có chưa? Chưa. Okay, next one. Often là thường xuyên. Thường thường ở chỗ nào? Thường xuyên. Okay. Next one. Bữa sáng. Breakfast. Where? Yeah. Okay. Next one. Time. Lần. Where? Where? Okay. Next one. Project. Dự án. Chưa có đúng không? Next one. Get up. Thức dậy. Okay. Who? Where? Okay. Thể dục buổi sáng. Morning exercise. Okay. Nhớ đúng. One. Một lần. Where? Where? Một lần chưa chưa? Dự án. Tôi dạy where? Thường xuyên. Thông thường. Thông thường tức là usually. Chưa có đúng không? Usually. Một lần. One. Now we try. Hai lần. Okay, try. Bữa trưa. Lunch. Chưa có đúng không? Sometimes, thỉnh thoảng. Never là không bao giờ. Where? Này là gì? Next one. Lunch. Bữa trưa. Okay. Vậy cho các bạn tự chơi nha, xem là có nhanh không nào. Sao cố gắng nhanh hơn được rồi. Như thế là trí nhớ cũng rất là tốt. Được. Chúng ta quay sang cái phần game thứ 3 nhá. Game thứ 3 của bài này. Ngọc Châu chơi á? Ngọc Châu chơi khúc khác sao? Ý nữa. Ta sẽ quay sang phần game tiếp theo. Game của phần lesson 1 nhá. Tìm 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 vựng. Cái này mới cần phải trí não này.
Đây là trí nhớ rồi, còn cái này là trí não, lục lại tất cả những từ vựng mà mình đã biết nha. Thì từ đầu tiên là always rồi, còn gì nữa nhỉ? Áp dụng những cái từ mới mình đã học được để làm bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 5, you need to let the master stress on the word, then say the word aloud. Đây là trọng âm 1 là đương nhiên chúng ta sẽ đánh trọng âm 1 ở đây nhé. Ok, đánh trọng âm ở đây. Number 2 cũng vậy, trọng âm đầu tiên. Usually. Always, usually, often, sometimes, sometimes. Cũng là trọng âm 1. Never là không bao giờ, cũng là trọng âm 1. Đấy, đây là này trọng âm rất là dễ. Ta chuyển sang phần thứ 2. Đấy là phần phonics. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai là thì vocabulary. Chúng ta sẽ có những từ vựng. Get dressed là gì đây? Nói luôn đi. Get dressed là gì? Ok. Number 2 luôn. Yes. Không buồn là bây giờ về nhà. Next one, watch your face. Yes, chúng ta đang ở trong phần bài hát rồi. Well done. Okay, cook in our hand. Do more exercise, yes? Okay, next. Brilliant.